thứ bảy là những cây nào? Con đang ngồi lên ghế à? Con đang ngồi ghế à? Không, muốn ba cho con ngồi lại không? Tham ơi, phải xem con này. Ghế đây này, con ngồi ghế đi. Con nhìn này, bác nhìn này. Em ngồi như này. Nhìn này, bác nhìn này. Wow. Nhìn váy này. Váy công chúa đấy con này. Em đang ngồi ghế các gì ạ? À? Em đang lấy ghế của Lego ra để em ngồi đấy ạ. À. Để rồi, để em nhé. Chị để món quà tiếp theo nhá. Đây. Đây là hai túi quà từ các chú của bên shop Nemo đã gửi tặng cho em. Bây giờ thì mẹ sẽ ăn bóc túi quà của em nhá. Wow, chưa thì là jelly cat. Chúc mừng sinh nhật em bé Pam yêu. Hy vọng bạn họ xem ở chiếc bé sẽ đồng hành cùng em trong những chuyến đi sắp tới. Cảm ơn các cô chú Nemo rất là nhiều. Mam ơi, có một chiếc túi mới hình bánh cho em này. Em này. Và Mam ơi, còn có một chiếc móc chìa khóa nữa này. Ui, đẹp thế. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Con chơi bạn đi. Ôi, bạn thỏ màu xanh đúng ý của con chưa? Bạn thỏ xanh dương. Con có yêu bạn thỏ không? Yêu. Thế là bây giờ con hôm nay là con được nhận đến 3 bạn thỏ liền. Trời ơi. Trời ơi con ơi, hình như còn một bạn nữa này. Con ơi, còn một bạn nữa. Bạn nữa. Bạn này mềm cực con này, không thử ôm bạn đi. Yêu quá, cảm ơn các cô hộp tính Nemo rất là nhiều. Bạn có thích bạn ngựa không? Nè, cho bạn thỏ cưỡi lên bạn ngựa đi. Con ơi, ôi dồi ôi, con ơi còn nữa này. Còn nữa này. Cực. Yêu bao nhiêu cho đủ bây giờ nhỉ? Trời ơi, quá là nhiều đồ gấu bông xinh yêu luôn đấy, cả bạn cháu. Cả bạn, cả bạn. Gấu bông đấy. Thật gấu bông đấy. Wow, xinh quá. Rồi, cái món quà tiếp theo nhỉ? À, cái món quà của ba dành tặng cho ba đi. Món quà ba đây. Vẫn có cả món quà gì đâu? Ủa nặng đấy. Tất nhiên rồi. Quà của anh dành cho con mà lị. Quà của anh không này, anh bóc thì bóc luôn. Con bóc thì nào luôn. Con gái ơi, con bóc quà đi. Bóc quà. Giờ kéo đi. Wow. Wow. Sao tặng con món quà thì nó trông như cái cổ ấy. Thích không mà? Mẹ trên tủ mà. Đây là cái xe ô tô mà chúng mình đã mua từ rất là lâu, xong xe ô rất là lâu để trên tủ chứ không phải là quà của ông Long đâu ạ. Món quà này là tượng trưng sự ý nghĩa và đây là lời chúc mà anh muốn dành riêng cho con. Nhà mà không có món quà nào cần lấy cho con, lấy ngay một cái hộp ở trên trên đấy trong tủ bọc ấy. Con ơi, con nghe những lời chúc của ba dành cho con đây này. Sao mà anh tâm cơ thế? Bất ngờ chưa bà trẻ? Đây không phải là quà của con. Con 12 tuổi sao có thể được nhận món quà đắt tiền như vậy chứ? Bao giờ con kiếm ra và hiểu được giá trị đồng tiền đã ha? Ôi, tự... Love you con. Đây là quà ba mua dành tặng cho ba. Thank you. Nhạc. Nam. Đây là về một chút. Không cho con bé. Tao tốn hẳn một gói quà và một hẳn một chiếc thiệp chỉ để flex cái sự tặng quà cho chính bản thân mình vào ngày sinh nhật con thế rồi ạ. Nào, tiếp tục nào. Ôi, quả của ai đây nhỉ? Để bóc nhỉ? Từ nãy giờ bà bóc. Ai tặng ta xe vậy? Các bạn như mình bắn hỏi ai tặng ta xe vậy đây này. À, có một chú một chú đại gia tặng xe cho con.